Thi thể một người phụ nữ đã được phát hiện vào sáng ngày 16 tháng 9 năm 2018 tại khu vực Hồ Suối Cam, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khi đó người dân trong khu vực thấy một xe máy dừng gần lồng hồ nên đã báo công an. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Bình Phước đã đến hiện trường, tìm thấy thi thể một phụ nữ và giao cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ. Nạn nhân được xác định là một phụ nữ 41 tuổi ở phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tại hiện trường công an đã thu giữ một xe máy và nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân gia đình nạn nhân cũng đã cung cấp cho cơ quan công an một bức thư tuyệt mệnh được cho là do nạn nhân để lại hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ